Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến sau những tháng hè. Đầu tiên, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Mai Thị Như Hà, là giáo viên toán, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Thoại Ngọc Hầu. Cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong chủ đề về số hữu tỉ ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu vào bài học, các em chuẩn bị cho cô vở ghi, giấy nháp, máy tính, bút, thước. Lưu ý trong bài học, đến phần bài tập cô yêu cầu, các em có thể dùng nút pause trên màn hình để tạm dừng. Thực hiện xong yêu cầu thì theo dõi tiếp. Đối với những chỗ chưa hiểu, các em có thể quay lại để theo dõi cho kỹ hơn. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bắt đầu vào bài học ngày hôm nay. Đầu tiên, cô sẽ nhắc lại kiến thức về giá trị tuyệt đối của một số nguyên đã học ở lớp 6. Như các em đã biết, giá trị tuyệt đối của một số nguyên A chính là khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 trên trục số. Với số nguyên A bằng 3, số nguyên B bằng âm 3, ta có giá trị tuyệt đối của A bằng giá trị tuyệt đối của B và bằng 3. Tương tự như vậy, cô có định nghĩa về giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Chúng ta cùng bắt đầu vào bài mới ngày hôm nay. Đầu tiên, cô xét ví dụ sau. Các em hãy quan sát trục số. Hãy cho cô biết điểm A và điểm B biểu diễn cho số hữu tỉ nào. Các em có 3 giây. 3 giây trôi qua, chúng ta cùng kiểm tra đáp án với nhau. Điểm A biểu diễn cho số hữu tỉ âm 1,5. Điểm B biểu diễn cho số hữu tỉ 1,5. Khi đó, cô có nhận xét như sau. Khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 bằng 1,5. Khoảng cách từ điểm B tới điểm 0 bằng 1,5. Vậy thì, khoảng cách từ điểm A đến điểm 0 chính là giá trị tuyệt đối của âm 1,5. Khoảng cách từ điểm B đến điểm 0 chính là giá trị tuyệt đối của 1,5. Và từ đây, cô có định nghĩa giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ như sau. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ ít là khoảng cách từ điểm x tới điểm 0 trên trục số và được ký hiệu là giá trị tuyệt đối của x. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x sẽ bằng x khi x lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng trừ x khi x bé hơn 0. Từ ví dụ trên, cô có được giá trị tuyệt đối của 1,5 bằng 1,5 và giá trị tuyệt đối của âm 1,5 cũng bằng 1,5. Vậy thì, giá trị tuyệt đối của 1,5 sẽ bằng giá trị tuyệt đối của âm 1,5 và cùng bằng 1,5. Từ đó, cô có nhận xét như sau. Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau. Và một điều hiển nhiên, giá trị tuyệt đối của 0 sẽ bằng 0. Vận dụng kiến thức, giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x sẽ bằng x khi x lớn hơn hoặc bằng 0 và bằng trừ x khi x bé hơn 0. Chúng ta cùng giải bài toán tìm số hữu tỉ x khi biết giá trị tuyệt đối của x bằng a. Ở đây, để cho các em làm bài một cách dễ dàng hơn, cô sẽ chia ra làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi a bé hơn 0. Vì giá trị tuyệt đối của x luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, do đó cô kết luận được không có giá trị của x thỏa mãn. Trường hợp thứ hai, khi a bằng 0, cô sẽ suy ra được x sẽ bằng 0. Và trường hợp thứ ba, khi a lớn hơn 0, cô sẽ suy ra được x sẽ bằng a hoặc x sẽ bằng âm a. Các em lưu ý, các trường hợp trên vẫn đúng khi cô mở rộng ra với x là một biểu thức. Cụ thể, cô xét các ví dụ sau. Ví dụ 1. Giá trị tuyệt đối của x bằng âm 3,5. Vì âm 3,5 bé hơn 0, do đó cô kết luận được không có giá trị của x thỏa mãn. Cô xét ví dụ 2. Giá trị tuyệt đối của x trừ 1/2 bằng 0. Ở đây, biểu thức bên trong giá trị tuyệt đối là x trừ 1/2.
Do đó cô sẽ cho x trừ 1 phần 2 bằng 0 và cô tìm được x bằng 1 phần 2. Cô xét ví dụ 3. Giá trị tuyệt đối của x bằng 2 phần 3. Vì 2 phần 3 lớn hơn 0, do đó cô sẽ suy ra được x bằng 2 phần 3 hoặc x bằng âm 2 phần 3. Tương tự như các ví dụ 1, 2, 3, các em hãy làm bài tập số 1, tìm x. Lưu ý, các em có thể bấm nút pause trên màn hình để tạm dừng. Đến khi hoàn tất, hãy tiếp tục theo dõi để so sánh và đối chiếu với kết quả bài làm của cô. Và đây là đáp án bài làm của cô. Câu A nhỏ, giá trị tuyệt đối của x bằng 4 phần 5. Vì 4 phần 5 lớn hơn 0, do đó cô sẽ suy ra được x sẽ bằng 4 phần 5 hoặc x sẽ bằng âm 4 phần 5. Đối với câu B, ta quan sát thấy chưa có dạng tổng quát trị x bằng A, do đó cô sẽ tìm cách đưa về dạng tổng quát bằng cách biến đổi như sau. Giá trị tuyệt đối của x sẽ bằng 4 phần 5 trừ 1 phần 2. Thu gọn cô được giá trị tuyệt đối của x bằng 3 phần 10. Và tương tự như câu A, cô sẽ suy ra được x bằng 3 phần 10 hoặc x sẽ bằng âm 3 phần 10. Câu C, giá trị tuyệt đối của x trừ 1 phần 2 bằng 2 phần 3. Vì 2 phần 3 lớn hơn 0, do đó cô sẽ suy ra được x trừ 1 phần 2 bằng 2 phần 3 hoặc x trừ 1 phần 2 sẽ bằng âm 2 phần 3. Đối với trường hợp thứ nhất, cô biến đổi được x sẽ bằng 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Thu gọn cô được x bằng 7 phần 6. Đối với trường hợp thứ hai, cô biến đổi được x sẽ bằng âm 2 phần 3 cộng 1 phần 2. Thu gọn cô được x sẽ bằng âm 1 phần 6. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cộng trừ nhân chia số thập phân. Để cộng trừ nhân chia số thập phân, cô sẽ tiến hành đưa các số về phân số thập phân. Cụ thể, cô xét ví dụ sau. Âm 2,05 cộng 1,73, cô sẽ tiến hành đưa các số về phân số thập phân. Âm 2,05 chính là bằng âm 205 phần 100. 1,73 chính là bằng 173 phần 100. Cô cộng hai phân số cùng mẫu, thu được kết quả âm 32 phần 100. Rút gọn, cô thu được kết quả cuối cùng âm 0,32. Ngoài ra, các em có thể vận dụng các quy tắc như các phép tính đối với số nguyên. Cụ thể, âm 2,05 cộng 1,73, đây là phép cộng hai số trái dấu. Cô sẽ lấy số có giá trị tuyệt đối lớn trừ đi số có giá trị tuyệt đối bé, và dấu của phép tính sẽ là dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn. Cụ thể, giá trị tuyệt đối của âm 2,05 chính là bằng 2,05. Giá trị tuyệt đối của 1,73 chính là bằng 1,73. Nhận xét thấy 2,05 lớn hơn 1,73, do đó cô sẽ lấy 2,05 trừ đi 1,73 và dấu của phép tính sẽ là dấu trừ. Kết quả cô thu được âm 0,32. Để hiểu rõ hơn, cô và các em cùng làm bài tập số 2, tính. Câu A nhỏ, âm 5,26 trừ 4,69. Đây là phép trừ hai số thập phân. Để thực hiện được phép trừ, cô sẽ biến đổi thành âm 5,26 cộng cho số đối của 4,69, tức là âm 4,69. Lúc này, các em sẽ có phép cộng hai số cùng dấu. Cô sẽ lấy hai giá trị tuyệt đối của hai số cộng lại và dấu sẽ là dấu chung. Kết quả cô thu được âm 9,95. Câu B, 6,35 cộng âm 7,61. Đây là phép cộng hai số trái dấu.
cô sẽ lấy số có giá trị tuyệt đối lớn trừ đi số có giá trị tuyệt đối bé, và dấu của phép tính sẽ là dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn. Cụ thể, giá trị tuyệt đối của 6,35 chính là bằng 6,35. Giá trị tuyệt đối của -7,61 chính là bằng 7,61. Nhận xét thấy 7,61 lớn hơn 6,35, do đó cô sẽ lấy 7,61 trừ đi 6,35. Và dấu của phép tính chính là dấu trừ. Kết quả cô thu được -1,26. Câu C, -5,17 nhân -3,1. Đây là phép nhân hai số cùng dấu. Cô sẽ lấy hai giá trị tuyệt đối của hai số nhân lại với nhau, và dấu của phép tính sẽ là dấu cộng. Kết quả cô thu được 16,027. Câu D, -9,18 chia 4,25. Đây là phép chia hai số khác dấu. Cô sẽ lấy hai giá trị tuyệt đối chia lại với nhau, và dấu sẽ là dấu trừ. Kết quả cô thu được -2,16. Qua bài tập số 2, các em cần ghi nhớ về quy tắc dấu như sau. Nếu dấu của A và dấu của B giống nhau, tức là cùng cộng hoặc cùng trừ, thì dấu của phép tính A chia B sẽ là dấu cộng. Nếu dấu của A và dấu của B khác nhau, tức là A mang dấu cộng, B mang dấu trừ, hoặc A mang dấu trừ, B mang dấu cộng, thì dấu của phép tính A chia B sẽ là dấu trừ. Để thay đổi không khí, cô mời các em cùng xem đoạn clip sau. Đoạn clip trên đã cho cô và các em thấy được những điều không nên làm để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện trong gia đình. Và từ đây, cô có một tình huống đặt ra cho các em như sau. Theo yêu cầu của kiến trúc sư, khoảng cách tối thiểu giữa ổ cắm điện và vòi nước là 60 cm. Trên bản vẽ nhà bác ba, có tỷ lệ 1/20 của ngôi nhà này. Khoảng cách đo được là 2,5 cm. Bác ba đang thắc mắc liệu khoảng cách này có phù hợp với yêu cầu hay không. Bằng các kiến thức đã học, các em hãy tính toán và giải đáp giúp bác ba nhé.
Cô chắc chắn rằng các em đã có câu trả lời. Và đây là câu trả lời của cô, các em cùng theo dõi. Theo như đề bài, cô xác định được khoảng cách tối thiểu trên thực tế cần đạt được là 60 cm. Tỷ lệ của bản vẽ là 1/20. Do đó, cô sẽ tính được khoảng cách tối thiểu trên bản vẽ cần đạt được bằng cách cô lấy 1/20, cô nhân cho 60 và kết quả cô thu được là bằng 3 cm so với khoảng cách trên bản vẽ chỉ có 2,5 cm. Do đó, cô có thể kết luận rằng khoảng cách giữa ổ cắm điện và vòi nước trên bản vẽ của nhà bác Ba chưa đảm bảo yêu cầu. Vậy, nếu như sai sót trên bản vẽ đó không được phát hiện và khắc phục, thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào? Cô nghĩ chắc các em có thể đoán được sau khi xem đoạn clip trên. Do đó, cô mong rằng trong bất cứ công việc gì, các em hãy làm việc hết mình, làm nó bằng cả đam mê, nhiệt huyết và trách nhiệm để hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Tránh làm việc một cách cẩu thả, qua loa, sơ sài thì sẽ dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn, không chỉ với người khác, với xã hội mà còn với chính bản thân của mình. Tiếp theo, cô mời các em đến với lớp học sáng tạo của cô. Với một tấm bìa cắt tông có hình dạng và kích thước như trên hình vẽ, các em hãy biến nó thành một sản phẩm hữu ích. Khi nghe yêu cầu này, một bạn trong lớp đã rất nhanh trí và đưa ra phương án sau. Bạn ấy sẽ cắt bỏ phần rìa nằm ngoài đường tròn, sau đó sẽ trang trí thành một chiếc đồng hồ treo tường. Một ý tưởng thật sáng tạo đúng không các em? Vậy, với ý tưởng đó, cô có một câu hỏi đặt ra cho các em như sau. Bằng các kiến thức các em đã được học, hãy tính cho cô diện tích phần bìa cắt tông đã bị cắt bỏ đi. Quan sát hình vẽ, các em sẽ thấy diện tích phần bìa cắt tông bị cắt bỏ đi chính là diện tích phần tô vàng. Để tính được diện tích phần tô vàng, cô sẽ lấy diện tích của hình vuông. Cô trừ đi diện tích của hình tròn. Trong đó, diện tích hình vuông chính là bằng cạnh nhân cạnh và diện tích hình tròn chính là bằng bán kính nhân bán kính nhân 3,14 và đây cô ký hiệu bán kính là R nhỏ. Như các em quan sát trên hình vẽ, đường kính của hình tròn chính là bằng 3,2, do đó cô sẽ dễ dàng tính được bán kính bằng cách lấy 3,2 chia 2. Và đây là đáp án của cô, các em hãy so sánh và đối chiếu. Trở lại với lớp học sáng tạo, từ ý tưởng ban đầu của một bạn đề ra như trên, các nhóm đã tiến hành tạo nên các tác phẩm độc đáo mang màu sắc riêng cho nhóm của mình. Cô mời các em cùng chiêm ngưỡng. Qua các tác phẩm này, ta thấy được cuộc sống là muôn màu, con người là muôn vẻ. Vì vậy, cô mong rằng các em hãy mạnh dạn để tự tin vẽ nên những màu sắc riêng cho chính bản thân của mình các em nhé. Tóm lại, sau bài học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ những nội dung chính như sau. Thứ nhất, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x sẽ bằng x khi x lớn hơn hoặc bằng 0
và bằng trừ x khi x bé hơn 0. Thứ hai, vận dụng định nghĩa vào tìm x có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Và cuối cùng, cách cộng trừ nhân chia số thập phân. Khép lại bài học ngày hôm nay, cô muốn truyền tải đến các em thông điệp như sau. Như các em đã biết, thành phố của chúng ta đang gánh chịu những hậu quả nghiêm trọng do đợt dịch COVID lần thứ tư gây ra. Nhưng với một niềm tin, chúng ta sẽ vượt qua đại dịch bằng sự đoàn kết và tình yêu thương. Các em và gia đình hãy giữ vững tinh thần lạc quan, chấp hành nghiêm các quy định, các chỉ thị của Bộ Y tế, cũng như luôn thực hiện nguyên tắc 5K. Hãy chung tay hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. Ắt hẳn, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch. Xóa 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 đều, đừng cho tay lên mắt mũi miệng, tàn chế đi xa nơi đông người, để lùi virus corona.